Rồi, ở dưới này là cái cổng OBD này. Giờ chúng ta sẽ kết nối vô cắm ở đấy. Đúng rồi, cắm cái chủng cắm đi nha. Đúng rồi, cắm thì đèn nó sẽ báo. Rồi, xong. Sáng rồi, sáng rồi. Đó, sáng sáng đỏ đi. Ừ, thấy rồi. Tải phần mềm. Phần mềm thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta tải. Quét cái mã. Đây. Thì đây là OBD2 này. OBD2. Chúng ta sẽ kết nối với OBD2. Khi chúng ta đã kết nối xong. Đây. Tắt cái máy này. Và bóng tua của máy này. Đây. Chúng ta so sánh này. Khi báo lỗi thì nó sẽ báo tất cả các lỗi ở trong xe là bị đang bị những cái lỗi gì, như là đèn hoặc là động cơ máy, rồi bơm phun, rồi tất tật. Nói chung là khi mà chưa cài đặt thì nó sẽ báo một cái chấm đỏ chỗ này ghi là no profile, no setup, profile no setup là thông tin chưa được cài đặt đấy. Khi mà cài đặt xong thông tin thì nó sẽ OBD nó sẽ đọc cái máy xe, xong đó thì nó sẽ báo hết lên trên cái màn hình này. Giờ chúng ta có thể chạy thử một đoạn nhé, đóng cửa xe. Đây là phòng tua máy này, đang ở ngưỡng 900 này, km 0 này, để chúng ta có thể chạy, ngừng chạy này. Đó. Những cái thông số nó sẽ thay đổi, nhưng mà chúng ta chạy ví dụ cái tốc độ thì nó đã thay đổi thành 20. Đây tua máy và đây là cái ngưỡng cao nhất này khi chúng ta chạy này, nó sẽ là bằng giữa 20 và 40 là 30 độ C này. Đây là tốc độ chúng ta chạy cao nhất vừa nãy từ lúc chúng ta bắt đầu đi cái chấm đỏ đây, đúng không? Đúng rồi, chấm đỏ là cao nhất và vòng tua máy cũng cao nhất là nó sẽ hiện chấm đỏ lên. Ok, đó là những chấm đỏ là những cái cao nhất, là chúng ta có thể chạy lên cái ngưỡng cao nhất đây.